Ok. Trời ơi, tại sao không xem được bình luận đâu, nhưng mà xem trên máy này cũng được. Bây giờ à? Đây là lần chúc mừng, đây là lần phát thứ 50 của bạn. Bắn tim tung tóe nào. Ten 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 ten. Ơ. Xin lỗi mọi người, xin lỗi 300 bạn vừa nãy vì cái sự ngu ngốc của bọn mình khi không biết làm gì với cái điện thoại này. iPhone 6 ý à. Đây, bấm vào đây xem, bấm lại xem mọi người. Mở bé. Em mở bé cái kia kìa. Ai chẳng biết nói. Chào Vibo. Đấy, mọi người bắt đầu vào đấy. Chào Nguyễn Dương Anh. Sen Se Thanh xinh quá kìa. Yeah. Anh đọc tin nhắn cho em nhé. Ừ. Duy Huân này, chào anh chị này. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Chào thầy cô Nguyễn Thái. Thầy cô hát bài Em Gái Mưa bằng tiếng Nhật đi rồi học bài. Trời. Làm sao mà hát được. Vứt sang trái đấy, mình vứt đi dốc, sang trái nó hiện lên. Chẳng hiểu gì. Sao cái vứt sang trái hình như vẫn còn nữa. Không được. Chả biết, máy của thầy Dũng bị đơ rồi. Anh chị giải thích. Thanh dạo này đẹp hơn thì bởi vì cô trang điểm mà. Có em bé cái gì. Anh chị chưa vào bài học bạn toán tài tình đã hỏi luôn rồi. Anh chị giải thích cho em giữa keredomo và domo là gì. Sao domo? Keredomo và domo là nào? Keredomo là nhưng thôi, bằng với đề sử gà thôi. Ôi chết 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 nhầm đúng kiện. Giọng Thành trên xe hay thế. Cô Thành có baby càng xinh hơn. À vừa nãy mình có đăng một cái ảnh để câu like. Đó là thầy Dũng bế một em bé. Nhưng mà có nhiều bạn lại cứ chào Thuận Vũ. Bảo thầy Dũng là thầy có em bé rồi à, chúc mừng thầy nhá. Đấy không phải là em bé của thầy Dũng đâu. Đấy là con nhà thầy Park. Còn em bé nhà thầy Dũng thì phải sang năm cơ, mọi người chờ nhá. Bạn Hường Đỗ Văn bảo do thầy Dũng chăm cô Thanh nên cô Thanh ngày càng xinh hơn. Đúng rồi. Chính xác. Dạo này thầy Dũng chăm cô Thanh ghê lắm. Tim tim. Thế khi nào có lớp N5? Thôi. Khi nào có lớp N5 nếu mà em muốn biết thì em nhắn tin trực tiếp vào Dũng Mori á. Vào nhắn tin trực tiếp nhá, xong rồi. Các bạn sẽ trả lời em nhá. Hajime bingyo shimasu. Hai. Hajimete live o. Mimas đấy. Rồi mọi người thế nào rồi? Hôm qua ánh nắng. Hôm nay chắc phải đến tầm 1 tháng rưỡi rồi anh mới livestream đúng không? Và ngày hôm nay thì như tựa đề bọn mình có nói ở bên trên, đó là hôm nay sẽ dạy về kiến thức của N4, N5. Bởi vì là những lần trước đều bị các bạn N4, N5 bỏ sao các thầy cô ưu ái bạn N2, N3 thế. Chẳng bao giờ thấy làm về N5 cả, N4 cả. Nên hôm nay bọn mình sẽ làm những cái phần kiến thức rất là cơ bản về N4, N5 nên các bạn theo dõi nhé. Lại có người khen cô xinh này. Sensei ga kirei desu. Ánh nắng này. Bạn Nguyễn Đoàn này. Triển chiêu thôi, triển chiêu. Triển chiêu, từ từ đã. Đợi có 500 anh em thì stream live thì bắt đầu học. Chào Trang Trần. Mấy hôm nay Hà Nội mưa to quá. Không biết các bạn ở tận nơi đâu nhỉ? Konbanwa. Bạn nào xa nhất nè? Ở đây có ai ở xa nhất? Chúng ta lấy mốc là ở Hà Nội. Đúng rồi. Ai ở Nhật Bản nè? Nhật Bản xa nhất trong Việt Nam thì là. Trong Việt Nam, nhưng mà trong Việt Nam thì cũng có nơi xa nơi gần mà. Bạn nào ở xa Việt Nam thì em nhắn tin hỏi bài mà không thấy cô trả lời cô á, nhắn vào đâu? Cô không trả lời. Nhắn vào face của cô. Nếu mà nhắn vào face của cô Thanh thì cô không xem. Các bạn mà nếu mà có muốn em hỏi gì á Nhật nhiều thì nhắn luôn vào trực tiếp thầy của thầy Dũng Mori á, thì bên lý thì cả thầy cả cô sẽ cùng trả lời cho nó. Saitama. Saitama. Chuyển đi sensei ơi. Saitama. Hokkaido ni sundeita hito imasu ka? Sundeiru hito imasu ka? Hokkaido. Hokkaido. Hokkaido ni sundeiru hito wa imasu ka? Có ai đang sống ở Nhật à, ở đâu nhỉ? Ở Hokkaido không nè? 12月 2日 Kyoto ni ikimasu yo. So desu yo ne. Kansai yokou shimasu yo. Gyan ni. Gyan. Mỹ Đình. Em ở Mỹ Đình à. Mỹ Đình. Kawasaki.
Em ở Nhật đây, Cửu Vĩ Hồ đang học chương trình N3. Em học thế nào rồi? Thầy có tiến bộ lên tí nào không? Sắp thi rồi đấy. Chào mừng quá. Ehime, Ehime à? Ehime không biết có gì nổi tiếng nhỉ? Ehime Jijo. À thôi, nhờ em nhờ Hijime. Ehime là ở Shikoku á. Mình cũng không giỏi địa lý lắm. Yamagata kèn. Em ở Hokkaido rồi, bạn Netna ở xa nhất đây rồi. Tối này. Ok, dạy đi chứ. Rồi, học bài nhá. Bây giờ là gần 500 người rồi. Đúng rồi. Nên là chúng ta sẽ vào học luôn bài ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay thì như bọn mình còn nói là tựa đề là tổng hợp đúng không? Nên là nó thực sự là mang tính chất tổng hợp. Nên là các bạn sẽ nghe và nếu mà có thời gian chúng ta sẽ có thể sau đó thì sẽ ghi chép lại một chút nhá. Và thực ra cái tổng hợp là một cách học rất là hay để cho những bạn nào mà muốn nhìn được một cách bao quát về kiến thức, có thể thấy kiến thức nó không bị mênh mông hay là mông lung quá. Thế thì hôm nay mình với thầy Dũng sẽ tổng hợp toàn bộ những cái cách dùng của trợ từ ni và trợ từ đệ trong chương trình học ngữ pháp N4, N5. Thì hy vọng là sẽ có phần nào giúp các bạn hiểu rõ, nhìn được tổng quát về những cái kiến thức lẻ tẻ mà vốn chúng ta vẫn học linh tinh hàng ngày đúng không? Nhìn một phát ra luôn nhá. Cái này thì các bạn làm giáo viên cũng có thể tham khảo. Ví dụ sau này các bạn đi dạy chẳng hạn thì học sinh cũng hỏi phân biệt ni đế thì mình cũng có thể tham khảo bài này, ghi chép lại xong thì bắt đầu dạy lại cho học viên của mình. Đúng rồi. Và nhớ là khi mà đi dạy bao giờ cũng nên cố gắng tìm cách để tổng hợp kiến thức để cho học viên nhìn một cách bao quát dễ nhất nhá. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ học luôn nhá. Không mất thời gian lâu của mọi người nữa. Trước tiên là trợ từ đế. Đúng rồi, về trợ từ đế nhá. Thế thì bây giờ nhớ này, trợ từ đế ngày hôm nay bọn mình tổng hợp trong 4 cách sử dụng. Nhớ nhá, 4 cách sử dụng, chúng ta sẽ đi lần lượt từ dễ đến khó. Cái mẫu câu làm gì ở đâu đó, các bạn học rồi đúng không? Đúng rồi. Đây là cách nói đầu tiên, thì nhà gọi là mẫu câu đầu tiên đấy. Cách nói số 1 của trợ từ đế. Liên quan đến trợ từ đế. Ok, đó là địa điểm cộng với đệ và đằng sau đó là một cái động từ nào đó nhá. Tức là mình làm gì đó ở địa điểm đó. Đúng rồi. Chẳng hạn như là hôm qua anh ngủ ở ngoài hành lang thì nói là hôm qua thầy Dũng bị ngủ ngoài hành lang mọi người. Mọi người biết từ hành lang là gì không? Chúng ta sẽ học thật từ từ nhá. Có hai từ hành lang, một là rô cả. Rô cả là ngoài hành lang bên ngoài. Còn có một từ nữa là gen cảng. Gen cảng là ngay ngoài ngoài bên cửa của mình. Gen cảng và rô cả. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đặt câu nhá. Địa điểm là đế đúng không nào? Kino no ban, kino no ban Dũng sensei wa gen kan de nemashita. Được chưa nhỉ? Kino no ban, rouka de nemashita. Ngủ ở đâu? Ngủ ngoài hành lang. Gen kan de nemashita. Ok, rất là nhiều ví dụ. Các bạn từ 4 năm thì chúng ta cố gắng cùng nghe và cùng thực hành thật là nhiều nhá. Bây giờ khi mà mình nói một câu tiếng Việt ra thì các bạn sẽ tưởng tượng trong đầu luôn và thậm chí có thể ngồi cùng ghi vào trong comment luôn nhá. Thì bây giờ thử đặt câu nào. Hai chúng tôi lúc nào cũng ăn cơm ở phòng ngủ. Ở phòng ngủ á? Phòng ngủ. Không, ở nhà. Nhà. Ở nhà đi. Nhà đúng không? いつも家で食事をしてます. Đúng rồi. いつも家で, tức là ở nhà đúng không nhỉ? 家で一緒に食事をしています ね, đúng nhỉ? 食事をしています. はい、食事をしています. Đúng rồi, mọi người nghe kịp và gì nhỉ? Và hình dung kịp không? Dạo này cô Thanh lười quá, còn toàn ăn ở trên giường thôi. Toàn để cái bàn lên giường ăn thôi. Biết đồ đệ, cô hàng hộ, tabete mas. Số. Sai kín đấy. Thực ra dạo này mình cũng hơi bị ôm yếu. Thế nên là thầy Dũng cũng rất là chiều mang cả cơm vào trong bàn, trong giường, trong giường để ăn. Hay là làm việc ở Hà Nội chẳng hạn thì nói là. Đúng rồi. Ví dụ bây giờ mình đang làm việc ở Hà Nội đúng không? Ima Hà Nội đấy. Hataraite imasu. Đấy nhỉ? Ima Hanoi de hataraite imasu. Hay là Hanoi o Hanoi ge de shigoto o shite imasu. Đúng rồi. Hanoi de shigoto o shite imasu. Né. Được rồi, ok. Tiếp theo. Xem nào, còn cái gì nhỉ? Ví dụ như là hay là mình hỏi nhau thử một câu đi, đấy nhỉ? Dung sensei, itsumo hiru gohan wa doko de tabete imasu ka?
日本語の森の事務所でご飯を食べてます。 Tức là gì nhỉ? Mình hỏi thầy Dũng là bình thường thầy ăn cơm ở đâu đúng không? Thầy trả lời là thầy ăn cơm ở văn phòng của Nihongo no Mori, Dũng Mori đúng không? Dũng Mori no jimuso de gohan o tabetemasu. Rồi. Ok, thế thì đến đây mọi người nhớ rồi, cách sử dụng đầu tiên đó là làm cái gì ở đâu đó là đấy nhá. Cái này dễ rồi đúng không nhỉ? Thế thì trong phần này sẽ có một cái đặc biệt, đó là em không nhớ nó thuộc bài mấy nữa, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa dùng với cái động từ là arimasu đấy nhỉ. Ở một địa điểm nào đó, để cộng với một sự kiện, một sự việc nào đó, ga arimasu, tức là ở nơi đó thì xảy ra, diễn ra một cái sự kiện, sự việc gì đó. Sự kiện chẳng hạn như là cuộc họp hay là đúng rồi. Omatsuri. Đúng rồi, chúng ta có từ cuộc họp là kaigi này. Anh vừa nói lễ hội đúng không? Hay là evento. Đúng rồi, evento là sự kiện đúng không nhỉ? Sự kiện này. Hay là cái gì nhỉ? Kekonski. Đúng rồi, kekonski là lễ kết hôn đúng không? Hay là đám tang. Đúng rồi, soshiki. Ososhiki. Ososhiki đúng không? Ososhiki. Hay là thậm chí có một cái từ, ví dụ như từ kaji chẳng hạn. Kaji là sự việc rồi. Sự việc là xảy ra cái gì đó? Sự kaji là gì nhỉ? Hỏa hoạn. Đúng rồi. Thế thì mọi người nhớ nhá, đây vẫn là ở cái địa điểm đó xảy ra làm cái gì đó, nhưng bây giờ là ở địa điểm đó xảy ra một cái gì đó và nó thường đi với nani nani ga arimasu. Ok, hôm qua ngã tư sở có xảy ra vụ cháy thì nói là đúng rồi, kino ga tư sở de đấy nhỉ, kaji ga arimasta đấy nhỉ, mọi người nghe kịp không đấy nhỉ, kino ga tư sở de kaji ga arimasta. Bình thường cái từ arimasu này mình hay hiểu là có cái gì đó ở đâu đó, người ta vẫn nhầm là trợ từ ní đúng không, nhưng mà nhớ nhá, những cái liên quan đến sự kiện như vậy thì nó sẽ dùng với trợ từ đế nhá. Hay là như thế nào nhỉ? Hôm qua có vụ tai nạn ở trước cửa nhà tôi chẳng hạn. Anh sẽ nói như nào? Mọi người thử đặt được câu như này không? Trước cửa nhà tôi, đế đúng không? Trước cửa nhà tôi, ieno mae de. Rồi. Gì nhỉ? Tai nạn là gì? Jiko. Jiko ga arimashita. Gì nhỉ? Arimashita. Hay là có xảy ra vụ án chẳng hạn. Vụ án tiếng Nhật là gì? Jiken, gì nhỉ? Đúng rồi. Jiken ga arimashita. Ieno mae de. Hay là tonari no biru desu ne. Hay là tonari no heya. Để jiken ga arimashita. Đúng rồi. Hay là gì nhỉ? Các bạn thử nghe câu này và dịch nhá. Mai toshi 7月 Kyoto de obon matsuri ga arimasu. Mọi nghe được không? Đây là sự kiện nhá. Đọc lại nhá. Mai toshi 7月 Kyoto de obon matsuri ga arimasu. Nghĩa là gì đấy? Hàng năm thì làm sao nhỉ? Hàng năm cứ vào tháng 7 thì có. Kyoto có lễ hội Obon à? Đúng rồi, đúng không? Lễ hội Obon nhá. Obon matsuri ga arimasu. Hay là gần đây thì ở bên cạnh nhà hàng xóm nhà tôi có một gì nhỉ? Lễ một đám cưới rất là ồn ào náo nhiệt đúng không? Chúng ta sẽ đặt câu ấy là gì nhỉ? Kinjo de, đây là kinjo bên nhà hàng xóm, gần hàng xóm nhỉ. Kinjo de nigiyaka na kikonshiki ga arimashita. Đây nhỉ? Arimasu. Đó. Hơi nhanh à? Chưa rồi. Nói rất chậm rồi mà vẫn hơi bị nhanh. Đúng rồi. Nói lại một câu nữa đi. Hay là bên cạnh nhà tôi có một đám ma chẳng hạn. Kinjo de, đây nhỉ? Kinjo de ososhiki ga arimasu. Ososhiki ga arimasu. Những bạn nào mà học N2, N3 thì sẽ thấy đây khá là chậm đúng không? Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cố gắng để thật chậm chậm để cho các bạn N4, N5 nghe nhé. Chứ rồi, chậm thôi. Xin lỗi mọi người, mình quen mồm. Nghe cũng bình thường mà đúng không? Mình nói bình thường mà. Nghe cũng bình thường mà nhỉ? Nghe lại thì cũng vấn đề gì. Bây giờ em tổng hợp lại đi. Như vậy, đó là trong phần 1 mở đầu của về cách dùng của trợ từ đề, chúng ta nhớ nhá. Địa điểm cộng với de cộng với gì nhỉ? Về mas hay về gì đó vân vân, tức là diễn ra một cái mình làm cái gì đó ở đây đó này. Hay là xảy ra cuối cùng là ga arimasu sẽ là ở đó diễn ra một cái sự kiện nào đó. Đó là cách dùng đầu tiên của de. Ok. Rồi. Hay nên là bây giờ các bạn đừng thắc mắc là gì nhỉ? có sự kiện hay là có cháy hỏa hoạn, nhớ là có vụ cháy hay vụ hỏa hoạn thì dùng trợ từ đế được chưa? Nhìn được cả. Rồi. Tiếp theo. Hay chúng ta sang cách dùng số 2, mình sẽ bắt đầu đi lần lượt này là khác hẳn rồi. Mà Minano Nihongo nhá. Cách dùng thứ hai mà chúng ta gặp về đế ở đây đó là dịch từ đế bằng chữ bằng và trước nó sẽ là một phương tiện giao thông hay là một vật dụng gì đó, tức là mình đi đến đâu đó bằng phương tiện gì đó hay là mình làm cái gì đó bằng một cái vật dụng gì đó. Hai cái nhá.
đi bằng phương tiện gì hay là làm cái gì bằng vật dụng gì. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ nhé. Đúng rồi. Này, thứ nhất, tôi đi từ đây đến công ty bằng xe máy. Đúng rồi. Các bạn hay dùng đúng không? Mỗi ngày tôi đi đến công ty bằng xe máy đúng không nào? Sẽ là gì nhỉ? Mainichi. Đi đây, xe máy nào? Bike de kaisha ni ikimasu. Đúng rồi. Mainichi bike de kaisha ni ikimasu. Các bạn đi bằng taxi này. Taxi de gakko ni ikimasu. Gakko ni hoặc gakko de đều được nhá. Gakko ni hoặc gakko e đều được hết. Ok. Hay là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có Bensha de iku. Bensha de iku. Ok. Bike de iku. Hay là mọi người đi từ Osaka từ Tokyo xuống Osaka sẽ đi bằng gì nhỉ? Mọi người thử cho đi bằng gì nhá. Đi bằng gì bây giờ? Đi bằng gì? Jitensha. Hitori de đúng không? Một mình được. Hitori de em đi một mình là đâu mà một người khác không mà. Không liên quan. Thế này đi về tố mà. Đúng không? Đúng không? Chúng ta sẽ đi ví dụ đi bằng Shinkansen chẳng hạn đúng nhỉ? Tàu siêu tốc nào. Shinkansen de Tokyo kara Osaka made ikimasu. Được chưa? Rất là dễ rồi đúng nhá. Hay là kuruma de ryokou shimasu đúng nhá. Kuruma de ryokou shimasu. Ok. Bus de ryokou shimasu. Mấy cái này dễ rồi đúng không? Học xong rồi chỉ phải ôn lại thôi nhá. Tiếp, cái thứ hai mình nói đây là làm một cái gì đó bằng một vật dụng gì đó thì đó là gì? Ví dụ như là cắt giấy chẳng hạn, đúng nhỉ? Cắt giấy bằng kéo. Kéo là gì nhỉ anh nhỉ? Kéo là hasami. Ừ. Bây giờ sẽ là hasami de kami o kirimasu. Đấy. Cắt giấy hoặc là cắt tóc nữa. Kami là tóc đúng không nhỉ? Kami chữ Hán thì khác nhau rồi sẽ ra nghĩa khác nhau nhá. Hay là có ví dụ gì nhỉ? Mọi người thử nghe câu này nhá. Kami de ningyo tsukurimasu. Ningyo là gì anh nhỉ? Ningyo là gì các bạn? Ningyo o tsukurimasu. Là mình làm búp bê bằng giấy. Dạ, làm búp bê bằng giấy. Hay là có một câu như này các bạn nghe và dịch nhá. Vietnamjin wa hashi de tabemasu ga Indojin wa te de tabemasu. Câu này dễ rồi, câu này chắc là các thầy cô giáo trên lớp cũng dạy suốt rồi. Nói rất là nhiều rồi đúng không? Câu này nghĩa là gì anh nhỉ? Người Việt Nam thì gì nhỉ? Ăn cơm bằng ăn cơm bằng đũa. Đúng rồi, người Việt Nam thì ăn cơm bằng đũa, thế còn người Ấn Độ thì ăn cơm bằng tay nhá. Boku wa kuchi de gohan o tabemasu. Kuchi de gohan o tabemasu. Ăn cơm bằng mồm. Ai sẽ ăn cơm bằng mồm, chẳng nhẽ ăn cơm bằng mông à? Ăn cơm bằng mồm mới chuẩn đúng không? Chính xác. Rồi, được chưa? Hay là chúng ta có một câu là gì nhỉ? Ví dụ như konomi kan, đúng nhỉ? Konomi kan de juice o tsukurimasu, đúng nhỉ? Là gì nhỉ? Mình làm cái nước hoa quả bằng cái loại quýt này, nhất cái quả quýt này, quả cam này. Đó là cách dùng số 2 của đế dịch bằng từ bằng phương tiện gì và bằng cách thức gì. Đó, mình tổng hợp lại rất là đơn giản như vậy đúng không? Chắc các bạn đã bắt đầu nhìn ra rồi đấy. Rồi chúng ta bước sang cách dùng số 3 của đế, đó là trong một phạm vi nào đó cộng với đế. Thì cái này thường dùng trong câu so sánh hơn nhất nhá. Trong chẳng hạn đúng không? Ừ. Trong gia đình đúng không? Trong gia đình tôi là người đẹp trai nhất. Đấy nhá. Trong lớp học này tôi là người cao nhất chẳng hạn đúng không? Trong những người ở đây hay là trong trên thế giới Trên thế giới này. Trên thế giới đúng không? Trên thế giới này hay là trong Nhật Bản à? Không phải. Ở Nhật Bản. Nhật Bản. Trong phạm vi Nhật Bản á. Trong phạm vi Nhật Bản thì là Nihon de. Đúng không? Ví dụ nhá. Ở trong lớp tôi là người cao nhất đấy nhỉ. Ví dụ như là Kurashi de watashi ga ichiban se ga takai desu. Đấy nhỉ. Hay là gì đấy nhỉ? Từ từ lại một lần nữa. Kurashi de watashi wa ichiban se ga takai desu. Ok. Hay là câu gì đấy nhỉ? Ngọn núi cao nhất Nhật Bản là Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ sẽ nói như nào đấy nhỉ? Núi Phú Sĩ á? Nihon de ichiban takai Fuji san. Fuji san đấy nhé. Thì ngọn núi là gì? Yama đúng không? Ngọn núi cao nhất là ichiban Takayama. Ngọn núi cao nhất là Nhật Bản cho nên đầu câu đi đúng không? Nihon de ichiban takayama wa Fuji san desu. Đúng nhỉ? Mọi người nghe được không? Đúng không? Kazoku de watashi wa ichiban handsome desu. Đúng không? Cũng được. Đấy. Hay là gì nhỉ? Mọi người thử nghe câu này và dịch nhá. Sekai de Thanh san ga ichiban aishitemasu. Thanh san ga ichiban suki desu. Owa shitemasu ne.
世界で、タインちゃんのことが一番好きです。Đúng rồi, câu này mọi người sẽ thích cái gì? Ví dụ câu này là câu thầy Dũng nói mình đúng không? Trên thế giới này anh yêu nhất là Thanh đấy. 世界でタインちゃんのことが一番好きです。OK, rồi. Mọi người thử nói câu này với người yêu nhá. Được nhỉ? Ví dụ như là 世界で, この会社で私は一人で được. Trong công ty này, tôi là một người gì nhỉ, một người ngoại quốc à, gái quốc gì nó một người です. Vậy khác. Cô bạn đặt câu là thế giới này ghét nhất là cô Thanh, để cô đặt câu này nhá. Thế cái để Thanh sensei ga ichiban kirai desu. Đau khổ quá. Anh cứu em. Thế giới này cô Thanh là tên. Trên thế giới này xén xúa. Là không được ở trên thế giới này. Trong gia đình này thôi. Anh là người ghét nhất. Ichiban kirai desu ne. Hai. À Thanh. Ichiban kirai. Hay là mình nói cái kiểu mà dùng cụm danh từ mà bài 24-25 á, ví dụ như là Sekai ni ichiban suki na no wa kimi desu, đấy nhỉ? Ví dụ trên thế giới này thích nhất là em đấy, yêu nhất là em đấy, chẳng hạn như vậy đúng không? Rồi, và các bạn trả lời cho mình một câu này nhá. Ima Vietnam de ichiban ninki ga aru kashi wa dare de shou? Đấy nhỉ? Mai ninki ga aru hơi khó nữa. Ichiban yume na kashi wa dare desu ka? Hai. Minasan, ima Vietnam de 一番有名な歌手は誰でしょう？誰ですか？いや、もうね、hiểu câu này không? Hiểu thì trả lời vào nhá. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc cách dùng số MTP 3 của đế. Xin tổng là nào? Ấy chứ, con bé cái gì hát bài mưa cái gì đấy? À gì nhỉ? Hương Tràm. Em cũng không phải cái gì nhỉ? Bài gì? Trời non hao hức đang đợi mưa. Không học Hà mà nổi tiếng nhất. Giống giống em ngày xưa. Nói chung là như say nhạc thế nào nhỉ? Nổi tiếng nhất thì chắc là vẫn ông Sơn Tùng. Nổi tiếng nhất á? Tại vì nó có nhiều fan nhất là nổi tiếng nhất đi. Ôi, em đau lưng quá. Ngồi dựa vào. Rồi. Rồi người với mình già cả ông yếu quá. Nô Phước Thịnh. Nô Phước Thịnh が一番有名な歌手ですか? OK, rồi. Okay. Và chúng ta sẽ bước sang cách dùng số 4 của trợ từ đế. Đố các bạn biết đó là cách dùng gì? Hãy thử hình dung ra nào. Cách số 1, cái số 1 là nơi diễn ra hành động ở đâu đó này. Số 2 là bằng phương tiện gì, bằng cách thức gì. Số 3 chúng ta vừa học là trong phạm vi gì đó. Và số 4, xem còn lại cách dùng nào của đế mà vẫn chưa được hai bọn mình nhắc đến nhá. Mọi người vẫn đang ca sĩ này. Sĩ Tâm, Hương Tràm, ca sĩ đây. Hình như trong nó bị chậm bây giờ. Anh ơi, học được chưa? Học được chưa hạ nữa nào? Cũng không hiểu. Học xong đến nơi rồi con. Vẫn đang học mà bạn Thu Hiền. Đấy, xong chưa nhỉ? Tiếp theo, thôi nói luôn đi. Cách dùng cuối cùng của từ đế ở đây bọn mình muốn nói là một cái danh từ nào đó và chúng ta cộng với từ đế luôn và dịch đó là chỉ một nguyên nhân, một lý do nào đó vì một cái sự tình thế này này nên thế này này nhá. Ví dụ như này này, tớ thì rất là bận rộn vì có việc, vì công việc hàng ngày đấy chứ nhỉ. Hay là bây giờ tớ đang rất bận vì có công việc. Đó sẽ là gì nhỉ? 私は今仕事で忙しいです. Mọi người nhớ nhá, 仕事で忙しいです. Vì có việc nên là tôi rất là bận đúng không? Vì công việc tôi rất là bận. Hay thứ hai này, hôm qua thì em bị cảm nên không thể đi học được. Anh sẽ nói như nào nhỉ? Cảm cúm là kaze đúng không nhỉ? Kaze de gakkou e ikenakatta. Ikemasen deshita nhá. Ikemasen deshita. Ikenakatta. OK. Hay tiếp theo này, taifu là gì nhỉ? Taifu là bão. Đúng rồi, taifu là bão đúng không nào? Vì bão thế nên là cái gì bây giờ có một hậu quả gì? Ví dụ như là cầu bị sập chẳng hạn đúng không nhỉ? Sẽ là taifu de hashin ga taoremashita. Đấy nhỉ? Kowaremashita. OK, kowaremashita. Bị hỏng. Cây bị đổ. Cây bị đổ sẽ là ki ga taoremashita. Ki ga taoremashita. Hay là hidoi jishin de takusan nobiru ga taoremashita nhá. Vì một trận động đất rất là kinh khủng thế nên là có rất nhiều những cái tòa nhà nó bị sập đúng nào. OK. Hidoi jishin desu ne. Hidoi jishin. Trận động đất lớn.
たくさんのビルが倒れました。はい。はい。 Nói hiểu hết. Người Nhật họ không hiểu, tức là bạn nói sai thì người ta không hiểu thôi. Rồi, hay có bạn này. Kyou byouki de gakko yasumimashita. Chuẩn luôn rồi đấy. Ừ. Một người đặt câu chuẩn luôn rồi đấy. Kém. À đây. Byouki de gakko yasumimashita. Nói gì xin đấy, cái xa. Đến xa gã lưu gà này, đúng rồi. Thay phủ đấy, kì gã thao đi tạ. Đúng rồi. Đấy. No. Không ai học được 4 năm. Thôi không nói những cái liên quan đến cái. Ok, hay là gì đây? Nihonjin no tomodachi no kekkonshiki de Nihon e kimashita. Đây nhỉ. Tôi đã đi Nhật vì có cái buổi đám cưới của đứa bạn người Nhật chẳng hạn, đúng không? Vì một lý do sự tình nào đó. Ok. Nihonjin no tomodachi no kekkonshiki de. Đúng rồi. Hay là tôi về quê do có đám tang của người thân chẳng hạn. Shinseki no soshiki de jikkae kaerimashita. Ok. Rồi như vậy là đến đây chúng ta đã kết thúc xong 4 cách dùng của trợ từ đế rồi mọi người ạ. Mọi người thử tổng hợp lại nhá. Số 1 là gì nhỉ? Xảy ra một hành động gì đó ở đâu đó. Thứ 2 là bằng phương tiện hay là bằng vật dụng gì đó. Thứ 3 là gì nhỉ? Trong phạm vi nào đó thì cái gì là nhất? Trên thế giới yêu cũng thay nhất. Đấy. Số 4 đó là gì nhỉ? Vì nguyên nhân, vì lý do gì đó. Đó là 4 cách dùng của trợ từ đế. Như vậy là chúng ta chỉ cần qua một chút thôi, các bạn tổng hợp lại sẽ đi được toàn bộ, thậm chí là rất nhiều bài học rồi đúng không? Rất nhiều bài học trong chương trình N5, N4. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cách dùng của trợ từ ní nhá. Trợ từ ní số 2, phần số 2. Tóc thầy mình ngầu, khá liên quan đi. Tóc thầy đúng rồi. Mọi người thấy có khó hiểu lắm không? Hay dễ hiểu? Nếu mà dễ hiểu thì nhớ ấn like. Còn nếu mà không dễ hiểu thì nhớ ấn tim nhá. Ok. Chuyển sang chợ từ ní đi. Mọi người ấn like ấn tim cái này cho nó bay bay bay. Cái này nó không hiện lên cái tim với like, nên là nhìn chẳng thấy có giao lưu giữa like và tim gì cả. Ấn đây mà. Không có ai mọi người ấn hết rồi. Không có ai like với tim gì đâu. Hôm nay rồi, lâu lắm mới livestream thấy một được 600 người xem. Cái này thì đối với các bạn phải học hết tầm khoảng 40 bài cơ. Thì mới hiểu được nhiều. Không nhìn thấy cái gì cả, hết tim rồi ạ. Cắm sạc vào không? Thế bây giờ dạy luôn. Mấy em có đúng 1%. Anh dạy đi. Đấy, đây là anh dạy. Nhưng mà chẳng nhìn thấy ai cả nên là này, cầm này cho nó thích vậy. Rồi. Đây, chúng ta đến với chợ từ ní nhá. Chợ từ ní thì chúng ta bắt đầu đi với những cái đơn giản nhất mà chúng ta đã học, bắt đầu từ sơ cấp. Trong cái bài 6 á, liên quan đến chợ từ đi về này, đúng không nhỉ? Thì chúng ta đã học chợ từ ní rồi. Chợ từ ní đứng trước nó là thời gian, đúng không? Vào lúc mấy giờ? Đúng nhỉ? Thì khi đó thì chúng ta sử dụng chợ từ ní, đúng không? Tôi thường đi ngủ lúc 1 giờ chẳng hạn, 1 giờ sáng á, đúng không nhỉ? いつも đúng không? いつも午前 1 giờ に寝ます. Đúng không nhỉ? 寝 ます ね. Ừ, 寝 ます. Hôm nay em đi mà dậy nhỉ, nên là tôi mạnh khỏe lên. Hay là tôi thức dậy, tôi thường hay thức dậy lúc 5 giờ sáng, đúng không? Thì chúng ta vẫn dùng câu này, đúng không? 5 giờ に起きてます. Đúng không? 5 giờ に起きてます. Hay là giờ học bắt đầu lúc 8 giờ chẳng hạn. Bắt đầu, động từ bắt đầu các bạn học rồi đúng không? Giờ học 授業は8時に始まります. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Hay là không biết được học, giờ học kia nhỉ? Học rồi. Học rồi, không? Hay là kết thúc lúc 6 giờ, 5 giờ chiều sẽ là 5 時に終わります. Các bạn có thể cho những danh từ vào, ví dụ như là gặp cô, trường học này, hay là ginko này đúng không? Ginko, Vietnam の ginko は4時に終わります. Đúng không? Được chưa nhỉ? Rồi. Hết chưa? Rồi, đấy là cách dùng đầu tiên của trợ từ ní là tại, vào lúc đó nhé, vào thời đúng gian, rồi. Thời điểm đó. Thứ hai, cách dùng bài... thứ hai của trợ từ ní là gì nhỉ anh nhỉ? Đó là nó ám chỉ ở đâu đó tồn tại một cái gì đó. Đúng không? Ví tức dụ... là địa điểm cộng với ní đúng không? Địa điểm cộng với ní. Trong bài số 10, số 11, đúng không? Chúng ta đã học động từ
Arimas và imas rồi đúng không? Imas là dùng cho người và động vật. Đấy nhỉ? Còn lại tất cả đó là đồ vật này hay là sự vật sự sự kiện này thì dùng arimas. Đúng không? Thì ví dụ có con mèo ở đằng kia kìa. Thì con mèo này thì chúng ta phải dùng imas rồi đúng không? Ở đằng kia là địa điểm rồi. Asuko ni neko ga imas. Rồi. Đấy chứ nhỉ? Hay là chúng ta đảo cái danh từ lên đầu câu danh từ neko chẳng hạn. Neko á, mèo thì ở đằng kia kìa. Neko wa asuko ni imasu yo. Đấy chứ nhỉ? Hay là sách đâu rồi? Sách anh đâu rồi? Không ở đâu có. Watashi no hong wa doko? Thì em phải trả lời. Hong wa hong dana ni arimasu. Đấy nhỉ? Hong wa hong dana ni arimasu. Chưa? Em đang đờ đờ, chưa kịp máy số anh này. Đấy. Hay là gì nhỉ? Ở ngoài vườn mách thú thì có rất nhiều loài động vật. Thì trong đấy mình sẽ dùng từ imasu đúng không nào? Dobutsu en ni iroiro na dobutsu ga arimasu. Imasu chứ. Xin lỗi mọi người. Hay là trong phòng vệ sinh thì có rất là nhiều rán chẳng hạn. Đúng không? Tôi đây no naka ni, hoặc là các bạn có thể dùng tôi đây được. Tôi đây ni, hoặc là tôi đây no naka ni. Không có vấn đề. Tôi đây no naka ni gokkiburi ga takusan imasu. Gokkiburi là con rán, đúng không nào? Gokkiburi. Hoặc là nezumi chẳng hạn đúng không? Có rất là nhiều chuột. Được chưa? Hay. Tiếp theo. Cái phần này cái phần mà imas và arimas nó vẫn còn liên quan đến một chút ở bài số 29 nữa anh ạ. Bài 9 mà động từ trợ động từ và thẳng từ chứ. À đúng rồi. Đấy. Thì nó sẽ còn một phần khi mà các bạn học bài 29 sẽ gặp lại một lần cách dùng của trợ từ lý này và gặp lại y nguyên imas và arimas. Tuy nhiên cách dùng lúc đó của nó sẽ là nó miêu tả tha động từ chia thể t cộng với arimas và tha tự động từ chia thể t cộng với imas. Nó tức là miêu tả một cái trạng thái của sự việc gì đó. Ví dụ như là trên tường thì có bức tranh đang được treo lên đúng không? Trên tường thì có treo bức tranh sẽ là gì nhỉ? Kabe ni e wa e ga gì nhỉ? Kakete arimasu ne, kakete arimasu. Treo dán được, hatte arimasu. Hatte arimasu. Hay là gì nhỉ? Chūsha-jō ni kuruma ga tomatte imasu. Tomaru là tự động từ, thế nên là nó sẽ dùng bảng là vete imasu đúng không nhỉ? Chūsha-jō ni là lý đúng không? Chūsha-jō ni kuruma ga tomatte imasu. Xe đậu ở trong trong gì nhỉ? Trong chūsha-jō là cái gì nhỉ? Là cái bãi đỗ xe. Đúng rồi. Quá nghĩ mãi không ra từ. Tiếp theo các bạn muốn nói là gì nhỉ? Ở trong tủ lạnh thì có rất nhiều đồ ăn chẳng hạn. Để rất nhiều đồ ăn đúng không? Thì レイゾコに いろいろなものが食べ物が置いてありますね。いろんな食べ物が置いてあります。Rồi. Đó, mọi người hiểu chỗ này chưa? Đây là cách dùng thứ hai của ní, vẫn là địa điểm cộng với ní đúng không nào? Thì chúng ta sẽ đi xuyên từ N5 mà bay lên N4 luôn đúng không nào? Hay và chúng ta sẽ bước sang cách dùng số 3 của trợ từ ní này. Đó là gì nhỉ? Nhanh quá. Nói rất là từ từ mà. Em mà... nói chậm mà. Nhanh quá. Nói rất là từ từ. Mọi người kêu nhanh á. Tại vì cái này nó là tổng hợp nên là thường cái bài 3 năm 40 thì mình hiểu được hết toàn bộ bài. Tổng hợp tức là gì nhỉ? Tức là chúng ta đi qua một lượt rồi nhưng mà không nhớ nên chúng ta review nó lại. Đấy. Thì đấy là tổng hợp. Chứ còn nếu như bạn nào mà bây giờ ngồi nghe mà thấy mới hoàn toàn thì cũng được, nhưng mà cũng cố gắng lên học xong rồi chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa thì thấy cái đoạn tổng hợp này sẽ rất là hay nhá. Rồi bạn nào mà thấy theo được thì giơ tay. Rồi ôi thế nào, có ai theo được không? Không sao cả sensei ạ. Nhật Nam đây này, chả hiểu gì cả. Chả hiểu gì Huyền Anh, chả hiểu gì. Có bạn bảo ô xôi là chậm đúng không? Cứ dạy đi sensei, ok. Tất nhiên là phải dạy luôn rồi. Sensei nói nhanh như tên lửa ý, chỉ kịp nghe, chưa kịp ngấm. Xin lỗi mọi người nhá, vì mình nói nhanh. Tại anh không stop em lại. Theo được. Mỗi lần dừng lại thấy hoa tim tung tóe. Mình có tài liệu thì để mọi người ghi về đây. Không, ngồi nói như này trong ngày dễ tưởng tượng nhưng mà em thấy dùng tài liệu nó cũng ấy mà.
Thôi được rồi, không sao. Rồi, okay. Trước mắt chúng ta chỉ còn hai cách dùng nữa của trợ từ lý đúng không? Ừ, hai cách dùng này sẽ rất là dễ nhưng mà các bạn sẽ nghe kỹ cho mình nhá. Thực ra hai cái này nó hơi hơi giống nhau nhưng mà bọn mình tách ra để cho các bạn dễ phân biệt. Rồi. Thứ nhất là khi mà đối tượng đến á, trước lý là một địa điểm đi. Đấy chính là địa điểm và đằng sau nó là một cái hành động gì đó. Ví dụ nhưng mà trong tiếng Việt mình nói thẳng ra nó là gì? Vào đâu đó hay là đến đâu đó. Ví dụ ngồi vào đâu đó, đúng không? Viết vào đâu đó, đúng không nhỉ? Mang đến đâu đó, được chưa? Thì trước nó địa điểm ấy, được chưa nhỉ? Hay là dán cái gì vào đâu đó, được chưa? Thì trợ từ ní, đúng không nhỉ? Ví dụ ngồi xuống đây chẳng hạn, đúng không? Đây địa điểm Coco ni swatte kudasai, được chưa? Ngồi xuống đây, hay là để ở đây, được chưa nhỉ? Đây là để vào đây, hay là cho vào trong tủ lạnh đi, cho vào tủ lạnh, đúng không? Thì là rezoko ni irete kudasai. Đúng rồi. Đấy, tức là như thế nào nhỉ? Tổng hợp là một chút, đến đây em hình dung một chút là khi mà mình dịch ra cách dùng của nó thì nó sẽ, mọi người sẽ hình dung dễ hơn. Cái đầu tiên của ní là vào lúc, chúng ta dịch bằng vào lúc, vào thời điểm nào. Cái số 2 là ở đâu đó, có cái gì đó dịch bằng chữ ở, đúng không? Và cái số 3 này chúng ta sẽ dịch là vào đâu đó, đến đâu đó, đúng nhỉ? Ví dụ như là gì nhỉ? Anh vừa đã nói đúng không? Minasan, koko ni nimotsu wo oite kudasai. Đấy nhỉ? Minasan, koko ni nimotsu wo oite kudasai. Hãy để đồ đạc vào đây. Thì đó là chúng ta để vào đấy nhá. Rồi, hay là gì nhỉ? Viết tên vào đây. Viết tên vào đây sẽ là koko ni hay là kono kami ni. Đấy nhỉ? Kono kami ni namae wo kakimashou. Đấy nhỉ? Kaite kudasai. Viết tên vào đây. Đó nhá. Đằng sau chủ yếu là nó liên quan đến những cái động từ nhé nhỉ. Khi mà mình nhớ ra một cái gì đó, một cái câu gì đó liên quan đến vào đây thì chúng ta sẽ chọn từ ní thôi. Hay là xin mời ngồi vào đây nào. Dozo, kochira ni hay koko ni suwatte kudasai. Đó nhá. Được chưa nhỉ? Sờ vào đây chẳng hạn, đúng không? Sờ vào đây, koko ni suwatte. Sờ vào đây đúng không? Hôn vào đây này, đúng không? Hôn vào đây, koko ni kiss shite kudasai. Ok. Đúng không? Hôn. Được chưa nhỉ? Hay là chúng ta còn gặp cái từ gì nhỉ? Mình lên tàu điện, densha ni norimasu. Lên tàu điện, động từ lên đúng không? Tất cả những cái đó đều là koko này, kono kami này, hay là gì nhỉ? Densha đều là một cái địa điểm nào đó mà là điểm cuối của hành động của chúng ta đúng không? Rồi, đó chính là cách dùng số 3. Mọi người cùng nhau nhắc lại nhé. Koko ni nimotsu wo oite kudasai. Rồi. Kono kami ni namae wo kaite kudasai. Koko ni suwatte kudasai. Được chưa nhỉ? Koko ni suwatte kudasai. Hay là koko ni kiss shite kudasai. Đó. Thơm vào đây đúng không? Được chưa nhỉ? Nắm được chưa? Ok. Tiếp theo. Khi mà cái đối tượng của nó trước lý là người chẳng hạn. Đúng không? Làm cho ai đó cái gì đó. Cho ai đó cái gì. Và cái cách dùng cuối cùng của ní chúng ta sẽ dịch bằng từ cho. Một người nào đó cộng với ní, cộng với một hành động thì chúng ta sẽ là làm cho cái người đó. Đấy nhỉ? Ví dụ như này, chúng ta sẽ dùng một động từ là kaeshimasu. Kaeshimasu là trả gì nhỉ? Trả lại. Thế bây giờ ví dụ như là Dũng sensei ni okane wo kaeshimashita. Đấy nhỉ? Tôi đã trả tiền cho thầy Dũng. Được chưa? Trả lại tiền cho thầy Dũng. Đúng rồi. Hay là trao cho con trao là watashimasu. Watashi wa watashimasu. Các bạn dễ nhớ không? Tôi đã trao cho cô Thanh một bông hoa chẳng hạn, đúng không? Thầy watashi wa Thanh sensei ni watashimasu. Hana wo watashimasu. Hay là agemasu là cho đúng không nào? Thì chúng sẽ tặng, ví dụ như là kodomo ni omocha wo agemasu. Đấy nhỉ? Mình cho cái đứa trẻ đó đồ chơi nhá, đồ chơi. Hay là một vài ví dụ nữa, ví dụ như kono toke wa, đấy nhỉ, kono toke wa haha ga watashi ni kuremashita, mẹ tặng cho tôi cái đồng hồ này. Đó, thấy chưa? Tuy nhiên thì trong văn nói thì khi mà dùng động từ kuremasu thì người ta không dùng watashi ni nữa, nó bị ẩn đi á. Thì chỉ cần nói là haha ga kuremashita. Tức là mẹ cho tôi rồi, nhận ra khi đấy thì cái ní nữa không cần thiết nữa. Con chỉ cần nói là haha kuremashita. Giờ mình muốn hỏi cô Thanh này, cái này ai cho em đấy? Dare ga kureta no?
đúng không? Thì nào, Oka-san ga kuremashita. Hay. Rồi đến đây thì mình sẽ tổng kết lại bốn cách dùng của trợ từ. Có một động từ nữa hay dùng là miseru. Cho xem đúng không? Watashi ni misete kudasai. Cho tôi xem đúng không? Rồi. Hay là cho anh ấy xem, kare ni misete. Cho nó xem đi. Hai. Được chưa nhỉ? Rồi, thì em sẽ tổng kết lại bốn cách dùng của trợ từ ni nhá, thông qua cách dịch của nó nhá. Một đó là thời gian cộng với ni là vào lúc thời điểm đó. Đúng không? Số 2 của trợ từ ni là ở tại cái địa điểm. Đấy nhỉ, địa điểm cộng với ni thế nhỉ? Là tại địa điểm đó có tồn tại, có cái trạng thái gì đó. Tồn tại, ví dụ có tồn tại, ví dụ có con mèo hay là có đồ vật ở đó, được chưa? Đây là có sự tồn tại. Tiếp theo, có cái trạng thái, ví dụ là người ta treo bức tranh trên tường, trạng thái bức tranh này trên tường, hay là bức tranh treo trên tường. Bức tranh treo trên tường hay là ô tô đậu ở trong bãi đỗ xe. Rồi. Đấy là trạng thái nó làm như thế, hay là hoa đang nở ở đằng kia nhiều thế. Saiteimasu. Đấy chưa nhỉ? Hoa nở. Hay. Rồi. Tiếp theo. Cách dùng số 3 của nó là địa điểm cộng với ni, nghĩa là dịch là gì nhỉ? Đến vào, đúng không nhỉ? Ngồi vào đây, gửi đồ đến đây hay là gì nhỉ? Gửi đồ đến nhà bạn. Cho vào đây, irete. Cho vào đây. Irete kudasai. Và cuối cùng là người cộng với ni là gì nhỉ? Cho ai đó cái gì đó nhỉ? Làm hành động gì đó cho ai đó, trả sách cho người ta này, hay là cho người ta xem này, hay là tặng cho người ta cái gì đó này. Đó là bốn cách dùng tiếp theo của trợ từ ni. Ok, đến đây mọi người đã nắm được chưa nhỉ? Hay, và trong phần cuối cùng này, xem mọi người comment gì đấy không? Chính là phân biệt, là khi mà mình tổng hợp được hai cái rồi thì mình coi như là mình phân biệt được, đúng không nhỉ? Rồi, nhớ lúc ngày xưa mình chả biết nó phân biệt là làm nào phân biệt được A với B đây. Phân biệt được cái này với cái kia. Thực ra là coi như mình tổng hợp được nội dung của tất cả nó, và tổng hợp của A và tổng hợp của B thì xem cái nào nó giống nhau cái nào. Rồi, thế bây giờ mình sẽ có một câu như thế này và các bạn thử điền nó trợ từ đế hay trợ từ ní nhá. Các bạn nghe từ rô cả đúng không? Rô cả gì nhỉ? Rô cả là hành lang. Hành lang đúng nhỉ? Rô cả chấm 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 đúng nhỉ? Rô cả chấm 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 này. Eo kakimasu. Các bạn sẽ điền trợ từ đế trợ từ ní đây. Eo kakimasu là gì nhỉ? Mình vẽ tranh đúng nhỉ? Rô cả chấm 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 eo kakimasu. Các bạn sẽ điền trợ từ đế trợ từ ní nào? Chúng ta sẽ cùng nhau cho 2 phút nhá để mọi người điền nhá. Thì cái này rồi. Mệt quá. Tớ lại xem á. Ô chết rồi. Mọi người điền trợ từ gì? Ní. Nhớ nhá, câu này là một câu hơi mẹo. Đế. Sao mất đi này nào? Ní. Ô sao mất đi nhá? Đế. Đấy. Ní. Và các bạn điền ní thì tại sao lại ní, và điền đế tại sao lại đế? Nếu mà điền đế tại sao lại đế, nếu điền ní tại sao lại ní nhá? Hành động xảy ra. Hành động xảy ra, đúng. Cũng đúng. Đúng không? Đế. Đế. Xem đế hay ní nhiều hơn nhá. Ní sao này? Ní sao này? Đế. Thôi em trả lời đi. Roka chấm 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 eo kakimasu. Em không thích, em cứ thế này. Đế. Nói đùa chứ địa điểm phải dùng đế. Tức là như thế này. Thôi mình giải thích luôn, đáp án là câu nào cũng đúng, cả ní cả đế phải đúng. Nếu mà chúng ta dùng đế, tức là tôi vẽ tranh ở ngoài hành lang, tức là mình có một cái bức tranh đây, xong mình vẽ vào giấy này. Tôi vẽ tranh ở ngoài hành lang, tức là mình ngồi ngoài hành lang và mình vẽ tranh. Đúng rồi. Nơi để diễn ra hành động đúng không? Nơi diễn ra hành động đúng rồi, các bạn điền đế ok. Nếu mà ní thì là tôi vẽ tranh xuống hành lang. Đúng rồi. Vào cái hành lang đây đúng rồi, mình vẽ luôn xuống thẳng cái hành lang. Đúng rồi. Được chưa? Hay là các bạn xem Nobita đúng không? Hay là Nobita hay Doraemon, bọn trẻ con nó vẽ ra mặt ngoài đường á. Đúng nhỉ? Gì nhỉ? Michi de e o kakimashita. Đấy chưa? Vẽ tranh vào đâu đó. Nói chung là câu nào cũng đúng thôi, nhưng mà trong đi thi thì người ta cũng không cho mẹo kiểu như thế này. Tức là câu này chỉ muốn đưa ra để các bạn thử điền và thử suy nghĩ xem là nếu bạn nào điền được đúng cả hai thì tức là các bạn đã hiểu được bản chất của cái vấn đề rồi đấy. Vẽ tranh ở hành lang và vẽ tranh vào hành lang. Đúng câu không? Này nó sẽ không giống cái câu bức tranh treo ở trên tường đâu em, mà câu này nó là cái câu mà ở cách dùng số mấy nhỉ?
số 3 của trợ từ ní đó là ngồi vào đâu ấy, viết tên vào đâu ấy nhá. Ừ. Đây là vẽ tranh vào đâu hay vẽ tranh xuống nhá, xuống cái hành lang đấy. Ok. Ừ. Rồi, đến đây là hôm nay không dùng ní như thế hơi vô lý tí đúng không sensei? Không. Thực ra nếu mà đúng văn cảnh thì các bạn sẽ thấy đúng đấy. Bây giờ... bọn trẻ con nó vẽ xuống hành lang có sao đâu, hay đúng là bọn rồi. Trẻ con nó ra ngoài đường nó vẽ xuống ngoài đường có sao đâu, vẽ nhìn thấy bọn trẻ con nó ra ngoài nó hay ngồi nghịch vẽ ở dưới đất á, nhìn thấy không? Kodomo wa kodomo wa rōka ni e o kakimashita. Đó, e o kaita. Nhưng không có gì vô lý cả. Đúng rồi, nhá. Hay, và đến đây là chúng mình đã kết thúc của bài ngày hôm nay. Thì không biết là mọi người học cái dạng này mọi người thấy có dễ hiểu không? Bởi vì bọn mình cũng chưa bao giờ dạy nhiều những cái ngữ pháp về N4, N5 cả. Mà bởi vì thực ra thì bọn mình thấy nó cũng dễ. Nên là nhưng mà bởi vì N5, N4 mình thấy cảm tưởng như chỉ cần tổng hợp qua các trợ từ như thế này các bạn có thể nắm được tầm 70-80% cái kiến thức của N4, N5 này nhỉ. Thì không biết là mọi người nếu mà thích những cái dạy như thế này thì tiếp sau bọn mình sẽ làm, bởi vì nó còn rất nhiều trợ từ wa, ga, o hay là vân vân đúng không? Thì lúc đấy bọn mình có thể sẽ làm những cái dạng như này nữa. Nếu mà mọi người thích thì mọi người nhớ ấn like hoặc là tìm. Bài này mình sẽ lưu lại và đăng lên YouTube. Ừ. Nhưng mà hình như cái máy của anh thì dung lượng nó đầy quá rồi, không biết có lưu được không? Phải kết thúc nhanh rồi, mấy giờ rồi? Thôi, chào mọi người nhá. Hơn 50 phút rồi, bye bye. Trước khi tắt máy thì nhớ ấn like nhé để ủng hộ tinh thần của hai thầy cô. Bye bye mọi người, ngủ ngon nhé. Bye bye, con chào. Chào anh, chào đi. Cô Thanh bị quỳ cuồng tim. Oyasumi nasai, minasan. Oyasumi. Cô đừng câu lái nữa. Không, cô rất thích câu lái. Nghề của cô là nghề câu lái. Đây coi như là 4 là 5 đây hết rồi. Lần sau thì mình sẽ tổng hợp những cái trợ từ khác. Ví dụ ố này, đế chẳng hạn. Đúng không? À với cả thực ra thì bọn mình thường sẽ để dành khoảng 2 tháng cuối cùng trước khi thi á, GLPT bọn mình sẽ làm nhiều những buổi livestream về N2, N3. Nên là nếu mà khi nào mà có lịch livestream về N2, N3 các bạn học N2, N3 cũng sẽ xem nhé. Bởi vì là cũng rất là quan trọng đúng không? Nhất là những học viên đang học online trên dũngmoly.com đúng không? Thì bọn mình cũng muốn thông qua những cái buổi livestream này để ủng hộ tinh thần các bạn và có thắc mắc gì thì giải đáp những cái phần đặc biệt, những phần khó nữa. Nên là trong vòng 2 tháng tới có lẽ là livestream sẽ rất là nhiều về tất cả các trình độ từ N4, N5 đến N3, N2. Các bạn nhớ ủng hộ và theo dõi nhé. Ok, bye bye các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Oyasumi. Oyasumi nasai. Oyasumi. Không muốn đâu.